Thời gian qua, với sự phát triển của công nghệ số, các trường học trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, hoạt động dạy và học, qua đó phát huy những ưu việt của công nghệ số để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Không cần in ấn tài liệu không sổ sách, nhưng cô giáo Thúy, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Long và đồng nghiệp vẫn có đầy đủ giáo án, hồ sơ để giảng dạy cho các em học sinh. Bởi từ khi trường ứng dụng chuyển đổi số được cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh là kế hoạch báo giảng, sử dụng hồ sơ điện tử xác thực chữ ký số, giáo viên đã gửi hồ sơ kế hoạch bài dạy và được cán bộ quản lý phê duyệt bằng chữ ký số một cách nhanh chóng và tiện lợi. Chúng tôi lên lớp mà không cần phải sử dụng đến cái quyển giáo án ấy nữa. Thay vào đó là chúng tôi có thể xách một cái máy tính lên và dạy ở trên lớp luôn. Không chỉ ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học, 2 năm trở lại đây, trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Long còn ứng dụng thành công trong triển khai học bạ số. Giảm thiểu cái thời gian mà giáo viên phải làm sổ sách rất là nhiều. Thứ hai là cái việc mà sau này lưu trữ các cái thông tin, các cái tài liệu của học sinh nó rất là dễ dàng. Và nó sẽ đỡ được cái việc mà các bạn sẽ bị mất các cái thông tin, các cái giấy tờ quan trọng mà cái việc mà chúng ta làm truyền thống trước đây là giữ bằng giấy ạ. Quản lý trên 40 giáo viên, nên trước đây chị Nguyễn Thị Phúc phải dành rất nhiều thời gian để tìm sổ sách và ký giáo án giấy. Nhưng nay, chỉ với thiết bị là chiếc điện thoại thông minh, chỉ có thể duyệt, chỉnh sửa và ký giáo án bằng chữ ký số cho giáo viên bất kể thời gian nào. Trên cái nền tảng số là giáo án đã được ký duyệt rồi, thì các đồng chí giáo viên đã sử dụng trên cái điện thoại thông minh của mình, trên cái laptop của mình để giảng dạy, và nó giảm thiểu được rất nhiều thời gian và chi phí cho giáo viên. Huyện Yên Mỹ có 43 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đến nay, 100% cán bộ quản lý và giáo viên cài đặt ứng dụng kế hoạch báo giảng, 100% giáo viên sử dụng hồ sơ điện tử xác thực chữ ký số, cả 43 trường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Để tiếp tục nâng cao cái hiệu quả của cái công tác chuyển đổi số trong ngành, chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban dân huyện đăng ký đề tài khoa học, quản lý cái hệ thống bài dạy điện tử trong hệ thống các trường, và đề tài này thì cũng đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt đưa vào cái danh mục thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025. Huyện Yên Mỹ đã xây dựng thành công mô hình chuyển đổi số và là một trong những đơn vị đầu tiên trên toàn quốc tự chủ xây dựng thành công mô hình chuyển đổi số cung cấp miễn phí cho 100% các cơ sở giáo dục trực thuộc. Hiện phần mềm đã được triển khai tại địa chỉ yenmy.edu.vn và ứng dụng app kế hoạch báo giảng trên điện thoại thông minh để cán bộ quản lý và giáo viên có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, phù hợp với nhiều loại thiết bị, hệ điều hành.